Quý vị, vào ngày hôm qua 31 tháng 10 thì Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội Chu Xuân Kiên cũng đã ký ban hành kế hoạch số 16 về việc kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm các tháng cuối năm 2022, Tết Dương lịch 2023, trước và trong sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Kế hoạch sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023. Kế hoạch nêu rõ về công tác kiểm tra xử lý hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý có trọng tâm trọng điểm các đối tượng kinh doanh, hoạt động có tổ chức tập kết, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, chủ động phối hợp kiểm tra các điểm tập kết kho hàng trên địa bàn các quận huyện Thanh Trì, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Gia Lâm, Long Biên và trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung, phía Nam ra Hà Nội, tiêu thụ và ngược lại. Hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp giao nhận, chuyển phát nhanh, tăng cường chống buôn lậu hàng cấm tại cảng hàng không sân bay quốc tế Nội Bài.